Những lúc này là cơ thể chúng ta nó đã bị gọi là out of control rồi, chúng ta không kiểm soát được, và chúng ta cố gắng tập tới cái ngưỡng thất bại luôn. Chín, hai, cái đó, mười, hai cái đó, thôi, tới. Ngực thì khó cứu nhưng mà mông chắc chắn là dễ trị đó. Ông sim mà mông không có rất là nhục nhã. Gái là sim mà không ra mông là cái gì fail rồi. Rồi hôm nay Duy Nguyễn sẽ coach cho Hương Trần một bài tập dành cho nữ theo phương pháp FST7. Nhưng mà theo các bạn là nam thì các bạn cũng thể bắt đầu bằng bài tập này. Đó là bài Step Up. Step Up là bước lên. Đúng, bước lên, bước lên, bước xuống. Rồi bây giờ anh vô bước cầu thang đi. Bước lên đây, đó. Ta cầm tả. Rồi tập đi. Đó, bước lên, đúng rồi. Đó là bài Step Up. Các bạn cứ tập cái bài này. Nó phát triển cơ mông, làm cho vùng mông của bạn nó to hơn, nó rộng hơn, cái hông nó cũng ok. Rồi nó vô thêm phần cơ hamstring. Cơ hamstring là cơ đùi sau, nó sẽ làm giảm mở cái phần này đi, làm cho cái đùi bạn nó bớt lủng là lủng lở thịt bà rọi. Bốn, thẳng lưng lên. Rồi, thẳng lưng lên. Mắt nhìn về phía trước, ngực ưỡn. Tư thế không được sai nha. 6 7 Tự đếm tới 12 cái ngực. 12 cái rồi thầy. Rồi đổi chân, làm liên tục, đổi chân, tự đếm tới 12 cái ngực, thầy mất giảng đạo rồi. Ở cái bài này các bạn tập liên tục thì Duy Nguyễn sẽ cho Hưng Trần tập theo cái kỹ thuật là 3, 2 và 2. Tức là tập liên tục 3 set, tập liên tục 3 set, đổi chân qua, đổi chân lại. Rồi xong nghỉ một chút xíu, uống intra cao để phục hồi ATP. Rồi sau đó tiếp tục thêm 2 set nữa. Rồi nghỉ, xong rồi uống intra cao để phục hồi ATP. Để đo lường cái độ ăn cơ, cái độ FV của học viên. Rồi sau đó finish 2 set cuối. Đó là kỹ thuật 7 set. Ở đây không có ba sò nha các bạn, ở đây không có ba sò. Tại vì FST7 để chúng ta kích thích tiếp tục. Chúng ta kích thích cơ liên tục bằng nhiều cách khác nhau, tùy đặc thù của thiết bị, đặc thù của phòng gym và đặc thù của thế mạnh của học viên. Thì chúng ta kích thích bằng nhiều kiểu khác nhau chứ không nhất thiết lúc nào cũng ba sò. Thẳng lưng lên, mới có set nửa đường à. Cầm thẳng tay ra, tay thả lỏng, không có gồng. Tay này chỉ cầm tạ thôi, rồi lên. Tay thẳng thôi, đừng có cong, rồi. Cố lên, come on. Trước tập uống đều cao rồi. Sao quể quả vậy? Tới 12 cái tự ngừng. Come on, cố lên. À không, phê á, này đang vô. Cái giai đoạn là đang lót vô bài tập nè. Đó, tay quéo rồi. Lên. Thở, hít sâu, thở đều mạnh lên. Cố lên. 2 3 4 5. Lên bằng cái gót, nhấn cái mông. Đó, nhấn cái mông thẳng lên. Tự đếm nha. Rồi. Được 2 phần 3 rồi, sắp được 2 phần 3 rồi. Hít sâu, hít sâu. Hít sâu. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Rồi, chưa. Còn một set nữa. Cố lên. Cố lên. Ôi, cố lên. Thở. Rồi xong. Gắng lên. Còn một set nữa. Bước lên. Chung nè. Chẳng phải uống rì rồi. Rì nó mới lót kịp ATP. 2. Cố lên. 3. Cố lên. Cố lên. 5. Cố lên. 6. Thẳng chưa lên, thở ra. 7. 8. Còn 4 cái nữa thôi. 3 cái nữa. 2. 2. 2. 2 cái nữa. Ôi. Ôi. Thôi, một cái. Hết rồi hả? Chưa, còn chung bên kia nữa. Quên rồi hả? Hít thở vài cái đi, còn chung bên kia nữa. Xong rồi sao được nghỉ nè. Lên. Tập gym bao lâu rồi mình phải thử thách những cái chương trình nặng nè. Chương trình này nè, nó tăng cường độ nè. Nó mới train em được. Ok, một buổi tập bằng người ta tập một tuần. Tự đếm 12 cái ý thức ngừng. Cố lên.
Những lúc này là cơ thể chúng ta nó đã bị gọi là out of control rồi, chúng ta không kiểm soát được. Và chúng ta cố gắng tập tới cái ngưỡng thất bại luôn. Đây là đang là ngưỡng thất bại của Thu Hương. Thu Hương giờ đếm mà không nổi gì nữa rồi, giờ hết biết gì kêu bước bước thôi. Chứ giờ là cơ bắp bây giờ nó bị hoảng loạn rồi, nó bị bối rối rồi. Rồi các bạn mà mới tập với các bạn không đạt được cái sự cố gắng này thì các bạn có thể đi bước không, không cần cầm tạ nha các bạn. Còn hoặc là có thể tập là số rep ít lại, từ 8 tới 10. Còn đây là Thu Hương đang tập tới 12 rep mà Duy Nguyễn bắt cặp tới một cục 6kg, 5kg gì lận. Rồi, hít sâu. Chưa uống liền được, chưa. Hít sâu thở đều. Chưa uống liền được đâu. Hít sâu thở đều nè. Thôi anyway, uống. Uống. Rồi xong rồi à, bây giờ bấm cho nghỉ à, target thầy đặt ra là 60 giây. 60 giây bắt đầu. Rồi cứ uống đi, xong rồi chúng ta sẽ qua cái chu kỳ thứ hai là 2 set thôi. Nãy 3 set, giờ 2 set và 2 set. Mình tập như vậy á, là mình tập cơ mông rất là hiệu quả. Và một buổi tập của chúng, một bài tập FST7 này thôi nó bằng ra tập một tuần. Chưa bây giờ em có cảm giác rồi đúng không? Bây giờ thuê coach về nó phải khác chứ. Chứ đâu thể nào vừa tập vừa chơi vừa nhơi bấm cái điện thoại vào mặt được. À mình ok mà giống như nước mía vậy đó. Ừ ngon mà. Rồi, gặp vài cái, nếu mà khỏe rồi em gặp vài cái để phục hồi. Cho nó căng mông ra cái. Nhanh đi, còn 15 giây thôi đó. Thẳng cái lưng ra coi. Rồi ok, cùng đếm giờ đó các bạn. 1 phút hết giờ, tiếp 2 set nữa. Nhanh. 1 2 3 bước lên thẳng chân luôn, thẳng chân thẳng lưng thẳng người nè, mông nó mép vô. Chứ em cà khum mà khum vậy nó chưa đủ răng nha. Rồi tự đếm tới 12 cái đổi chân. Vậy thôi. Cố lên. Rồi đổi chân tập luôn. Đó, tập cho mông nó khủng vô. Ông sim mà mông không có rất là chục nhã. Con gái tập sim mà không ra mông là cái gì fail rồi. Tập chi mà phải mấy quần hắc mông, mấy quần độn mông nhục gì đâu á. Mình cứ sống thật với mình đi. Ngực thì khó cứu nhưng mà mông thì chắc chắn là dễ trị đó. Nha. 1 set nữa, cố lên. Woo. 2. Không có xỉu đâu. Có scan không có xỉu đâu. Vô. 3. Rồi. Come on nào. 4. Rồi. 5. Cố lên. Không nổi à. 6. 7. 8. Ra. 4 nữa. 9. 10. 2 cái nữa nè. 1. 2. Rồi đổi chân nghỉ vài giây đi. Đổi chân. Cố gắng đừng buông tạ xuống. Nghỉ vài giây. Hít sâu thở đều. Xong rồi đổi chân làm cái nữa nè. Rồi. Lên nha. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cái đây là 10. Ai cái đó? Thôi. Rồi, chứ từ từ. Rồi hạ xuống, hít sâu thở đều. Lần này cho nghỉ lâu hơn xíu. Thầy giết em à. Trời ơi, mình phải tập giáo án cao như vậy á, mình xài xúc xịn mà. Giết cái gì mà giết, phải tập bây giờ. Nó ra gì ngon chưa? Mồ hôi đồ ra này nọ rất là ok. Thần thái đều có sự cố gắng này nọ kia, nó có sự nỗ lực. Chúng ta chạm tới cái ngưỡng thất bại của bài tập. Chứ cái vai trò của coach xin làm gì, đúng không? Phải cho em tới được cái ngưỡng của cái bài tập đó. Cái bình này hồi năm ngoái đi Olympia đối tác tặng đó. Rồi cứ uống thoải mái đi. Rồi, chưa giờ bao giờ cảm nhận được Aminocam giống như nước mía.
Ý là ngon á hả? Là kiểu bị tụt đường sao hay là sao mà sao giống nó mía vậy ta? À, giai đoạn 1 là cho nghỉ 90 giây rồi đo cái sự phục hồi như thế nào. Rồi xong rồi có thể gia tăng thêm là cho 30 giây nữa là 120. Bây giờ là cái cơ mông này nó bâm dữ lắm rồi đó. Nhưng mà nam nữ thọ thọ bất thân thôi chứ em có cảm giác mông gì đó rất là mỏi chưa? Chân này phía này nữa nè. Hết sâu thở đều. Ờ, khởi động đi, đúng rồi. Rồi, thở đủ chưa? Đủ chưa? Thở đủ rồi, vô tập tiếp. Hai set cuối là kết thúc này luôn á. Kết thúc bài Step Up FST7 tập cho nhóm cơ glute and hamstring chưa? Vô set cuối còn 2 set nữa. Chúng ta đi theo bộ đó là 3, 2 và 2. Lúc đầu á năng lượng mình còn nhiều, cơ chưa mỏi, chưa FV thì mình chơi bộ 3. Rồi sau đó mình sẽ chơi bộ 2 và cái bộ 2 cuối là cực kỳ khó khăn. 2 set hả? 2 set không? Đúng rồi. Bộ 2 cuối là cực kỳ khó khăn và cố gắng nên chúng ta cần phải có thể nghỉ lâu xíu và uống intra workout cho nó kỹ vô một cái. Các bạn tập mà không intra workout thì mấy giáo án là thôi được có theo nha, không có nổi đâu. Lên. Rồi, cố lên nè. Ờ. Rồi. Thêm một 2 set nữa đó. Cứ đếm đi, 12 cái nghỉ. 12 cái nghỉ. Nên đối với cơ mông thì có rất nhiều cái tập mà quan trọng chúng ta ở từng bài tập và chúng ta biết cách khai thác sao để cho cơ bắp chúng ta đã bị quá tải và cái cơ chúng ta nó được phát triển tối đa bằng cách nó làm vỡ cái facial đi. Khi mà nó làm vỡ cái màng đi, nó làm bung cái màng đi thì nó mới bự cái cơ được. Và cái cơ mà đồng thời phương pháp tập kiểu vậy sẽ làm cho bạn đốt mỡ nhiều hơn. Mà đối với phụ nữ thì cái chuyện mà ta muốn giảm mỡ là chuyện cực kỳ quan trọng. Phụ nữ ta thường mỡ rất là nhiều, thở thì cũng mỡ, ăn gì cũng là mỡ hết. Nên chúng ta phải tập cái phương pháp cho nó phù hợp, chế độ dinh dưỡng cho nó phù hợp thì chúng ta mới có thể duy trì một cái body mà nó lean khi chúng ta làm việc văn phòng. Chứ không cần phải tập những cái, nói chung là có rất nhiều bạn thì mình thấy là tập nó không phù hợp lắm ở trong phòng gym, dẫn tới cái người phát triển quá thô. Cái cần đẹp thì nó không đẹp, mà cái cần không đẹp thì lại xô ra nhiều quá. Tiếp đi. Cố lên. Đúng rồi, cái cuối á, cái mà lên nhấn đứng thẳng người ra đó đó, vị trí này nè, đó thẳng người ra đó, không cái mông rung nè, đó đúng chưa, đó rung vậy nó mới chính xác. Rồi lên. Huy. Đủ chưa? Được mà. Còn set nữa mà. Lên. Hai. Rồi. Rồi. Lên nè. Rồi. Lên. Lên. Rồi. Hết rồi rồi. Ở chân. Lên. Bây giờ quá. Cố. Thôi, lên nè. Hai. Lên ạ. Sắp nghỉ rồi, hết tông ơi. Bùm. Hết tông rồi, ok. Năm. Rồi. Sáu. Ok. Bảy. Ok. Tám. Ok. Hít. Chín. Hít. Cái nữa nè. Hôi. Lên, lên, lên. Lên, lên, lên. Lên đây. Đó, đỡ lên, cố lên, cố lên. Rồi đổi chân, nghỉ vài giây đổi chân, sắp xong rồi. Thầy có xe mà thầy pha mồ hôi nữa nè, thầy mệt quá. Up, huy, lên nè, đừng suy lại thầy quá. 3, 4, 5, 6. Bảy. Hai. Tám. Hít. Chín. Hít. Hít ơi. Hít ơi. Hai. Ok. Ok. Rồi. Hít sâu thở đều. Hít sâu thở đều. Hít sâu thở đều. Quay ra. Quay ra đây. Quay ra đây. Không, thầy coach vậy là thầy lụm tiền rồi đó. Không. Thầy coach bây giờ thầy lụm tiền, ok.
uống nước đi rồi xong feedback thầy vài câu tập vậy nó cảm giác thế nào, đó giờ mới được cảm giác này chưa, rồi em thấy nó hiệu quả không, nó mệt nhưng mà sự phục hồi nó có như thế nào chứ cái đó đâu quan trọng. Cảm giác của em là nó giống như cái lần đầu tiên đấy, em chưa trải qua cảm giác này bao giờ hết, mấy năm nay em tập chưa cảm giác này bao giờ, giống như là lần đầu tiên đấy. Nó không nặng đúng không, này nó không nặng. Mà tập 3 set này nó bằng cả buổi em tập mỗi ngày. No, 7 set, mình tập tất cả là 7 set. Ồ, 7 set, nó bằng em tập 2 tiếng. Rồi bây giờ anh sẽ... Anh hơn 2 tiếng nữa. Anh sẽ nhân cho em thấy được cái khối lượng tạ em cầm nè. Đó, em cứ nói, em cứ feedback cho anh đi. Cục này là 6kg. Em nặng 50kg không? Em nặng 50 mấy ký á. Em nặng 50 mấy ký đúng không? 53 đổ lại. 53, ừ cho 53, cục này 6kg 59. À 59 cộng 2 ký. À rồi. 12. 65. Rồi ok, 65 nè. Bây giờ anh tính cho em nè nha. 65 mà chơi luân phiên là 14 nhân cho 24 xong rồi nhân cho 7. Nè, tổng khối lượng em nâng nãy giờ trong 7 set tập này nó là hơn 10 tấn. Đi. Nó là hơn 10 tấn. Đi. Tức là cái mông em á nó đang vận chuyển một cái khối lượng cơ thể hơn 10 tấn. Dạ. Nhưng mà trừ đi cái phần từ dưới đây tới dưới đây nó không vận chuyển. Nhưng mà thôi cái đó coi như bỏ đi. Cái đó cũng mất sức nha. Ok rồi đây là con số. Con số này thầy mang cho em, con số này em bo thầy được chưa? Em xếp cho thầy đi chứ thầy cũng đổ mồ hôi rồi, thầy phải tốn tiền nước hoa son phấn rồi các kiểu. Rồi thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hương Trần tập theo giáo án FST7 với phần cost của tôi. Hy vọng là cái phương pháp tập này nó sẽ giúp cho các bạn cải thiện được phần mông và nó giúp cho các bạn có một cái luồng gió mới trong những cái giáo án vốn đã cũ kỹ và nghèo nàn của các bạn. Nếu mà ở phòng gym các bạn mà không có cái bục này á, tìm một cái ghế nào đó thì bạn bước lên nó phải, cái đùi bạn phải song song với sàn như nè. Còn không á thì bạn ở nhà bạn có cầu thang đó, bạn có thể cầm hai cục tạ và đi lên đi xuống cầu thang. Thì tất nhiên nó không tốt bằng cái này nhưng mà nó cũng là một cách để chúng ta tập ở nhà. Rồi chúc bạn thành công, con quả đào như ý. Bye bye.